Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn. Và ngay bên cạnh anh chị đây, một chiếc xe màu đỏ, một chiếc xe vượt mọi địa hình và cực kỳ chắc chắn khung gầm, từ khung gầm cho đến cảm giác lái. Đó là một chiếc Everest 2 cầu, sản xuất và đăng ký là 2018. Xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh anh chị nhé. Và chiếc xe này có điều đặc biệt như nào và độ mới của em nó ra sao thì mọi người hãy cùng em theo dõi hết video. Và với những bác nào mà có vẻ hơi bận thì mình có thể tua đến cuối video để cập nhật mức giá cụ thể về chiếc xe này anh chị nhé. Và bây giờ thì em Ngọc xin mời anh chị cùng theo dõi từ phần đầu xe cho đến xung quanh xe để mọi người cùng xem chiếc xe này đáp ứng được nhu cầu của các bác đến mức nào. Về ngoại hình thì thực sự là chiếc xe này vừa về đến showroom nhà em thôi, và em cũng đã cho rửa qua thôi, cũng chưa tân tút hay là đánh bóng lại một chút nào, vì thực sự là hiện trạng của chiếc xe còn rất là đẹp. Và cái màu sắc sơn thì mọi người cũng có thể nhìn sơ qua cái gam màu đỏ, mà khi nếu mà có va quyệt đâm đụng nặng thì nó sẽ rất là dễ hiện. Và thực sự chiếc xe này còn sơn zin lên đến là 98% anh chị nhé. Đây là phiên bản 2 cầu, chính vì vậy thì rất là tiết kiệm cho nhà mình đi máy dầu thì chiếc xe này đáp ứng rất là cao. Và tính năng hay hơn nữa của chiếc xe này thì đó là tính năng đá cốp anh chị nhé. Không biết là bác chủ đã cài đặt chưa, em thì em sẽ thử qua, có thể là chắc chưa bật điều khiển ở đây rồi nên là nó chưa hiển thị lên đó. Tính năng đá cốp rất là hiện hành và thực sự là rất là hợp lý với cả những bác nào mà có di chuyển những cái cung đường xa. Bây giờ thì mọi người sẽ nhìn sơ qua một chút về keo chỉ của xe, vẫn còn zin đến 95% về keo chỉ anh chị nhé. Đây mọi người xin sơ qua về bộ đồ nghề thì cũng vẫn còn được bọc nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện. Và chắc chắn là chiếc xe vẫn còn nguyên lốp sơ cua rồi, 2018 mới đi odor thì cỡ khoảng tầm, để em check lại, odor là có hơn 30.000 km thôi. Rất là ít so với một chiếc xe 2018, đi tương đối là ít đấy anh chị ạ. Mà máy dầu thì đi như vậy là cũng khá là ít. Bây giờ thì mọi người hãy cùng em vào trong khoang nội thất của xe nhé. Chiếc xe này đã được tân trang, gia chủ tân trang một hệ thống trải sàn 6D rất là sạch sẽ rồi, và rất là tiện lợi khi mà trong cái quá trình sử dụng xe. Về chất lượng ghế da thì các bác cũng có thể nhìn thấy là chất lượng ghế vẫn còn rất là bóng, không có độ nhăn hay là độ trùng của ghế do quá trình sử dụng là như vậy, là tương đối là ít, và chủ xe rất là giữ gìn. Bây giờ thì em mời các bác mình cùng đến phần khoang lái nhé. Thực sự khoang lái của xe khi mà em cảm nhận em mở cửa ra cũng như là từng cái chi tiết nhỏ của xe nó còn rất là nguyên bản. Mặc dù chiếc xe đã đi được như vậy là 2018 đến nay là đã được 4 đến 5 năm rồi, thì mọi cái chi tiết này cũng như là đường nét của xe, răng cao su cũng còn rất là ok anh chị ạ. Vì thực sự là chủ xe cũng khá là giữ gìn thì nên chiếc xe nó cũng còn trong trạng thái rất là nguyên bản. Đây còn chưa tháo bọc vô lăng anh chị nhé. Bọc vô lăng thì đã mòn rồi, nhưng mà chắc chắn ở bên trong thì ở bên trong là sẽ không làm các bác thất vọng đâu. Và tính năng thì của chiếc xe này rất là đáp ứng đủ cho anh chị, từ cruise control này cho đến rất là nhiều chế độ lái trên từng cung đường, đường tuyết, đường cát này, đường bùn lầy, chế độ hai cầu tắt đóng mà mình rất dễ dàng để sử dụng. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác vào trong khoang máy để cùng em xem chiếc xe, trái tim của chiếc xe này nhá. Ôi, mỗi lần mở cái này là chật vật. Ê, ôi dồi, nặng quá cơ. Bác cũng có thể nhìn sơ qua về phần tai xe này cũng như là chi tiết động cơ máy. Xe thì vừa mới về đại lý, về đến showroom em thôi, nên là em cũng chưa có vệ sinh được khoang máy sạch sẽ, thì mong các bác thông cảm. Và thực sự là rất là muốn mời các bác trực tiếp qua địa chỉ nhà em là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, để nhà mình có thể xem xe trực tiếp cũng như là trải nghiệm xem rất là mộc mọi chi tiết của xe này. Đấy, các bác cũng có thể nhìn theo hướng camera, nó rất là mộc, vì thực sự là xe về đến đây có như nào là nhà em bán luôn. Hiện tại thì với chiếc xe này thì nhà em đang có một mức giá rất là ưu đãi cho anh chị.
mức giá phải gọi là đọc cái là mình chốt luôn anh chị nhá, vì thực sự là xe vừa mới về nên là em cũng cập nhật được luôn cho anh chị với một chiếc xe 2 cầu sản xuất năm 2018, đã đi được 30.000 km với giá bán là 1 tỷ 160 triệu anh chị ạ. Với giá trên thì bên em còn thương lượng cũng như là sẽ ra lộc trực tiếp khi mà các bác chốt sớm trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.